Xin chào tất cả các bạn yêu quý của DK Eyebrows ạ. Và rất vui lại gặp lại mọi người ở trong livestream ngày hôm nay. Và trên màn hình ống kính hôm nay của chúng ta thì có một vị khách rất là xinh đẹp, và chị vừa trải nghiệm xong dịch vụ hairstrokes tại DK. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ, em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Chào tất cả mọi người, thì mình đây là Nhung. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại thì mình đang làm việc ở gần đây. Vâng. Vậy cái lý do vì sao mà chị Nhung lại biết đến DK ạ? Thực ra thì trong gia đình mình thì cũng đã có người thân làm ở đây rồi. Đó là mẹ mình. Thì mẹ mình làm cả lông mày lẫn môi và rất là hài lòng với dịch vụ ở đây nên đã giới thiệu mình tới đây làm. Vâng. Thì chị Nhung ơi, cho em hỏi thăm một chút xíu là chị có thể chia sẻ một vài điểm của cái tình trạng lông mày cũ của mình trước khi làm lông mày mới. Thực ra lông mày của mình trước đây thì cũng khá là rậm, nhưng mà tuy nhiên thì nó chỉ được một nửa thôi, và phần đuôi lông mày thì không có. Thế nên là mình muốn đi làm để cho lông mày nó đều hơn ấy. Vâng, và sau khi mà chị làm lông mày xong thì em thấy trên gương mặt chị là một cười rất là rạng rỡ, đúng không ạ? Chắc chắn là chị đã được ngắm nhìn cái cặp lông mày mới của mình rồi, đúng không chị? Dạ. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay quay sát hơn một chút nữa để quý vị đang theo dõi livestream có thể ngắm nhìn được cái cặp lông mày mới của chị Nhung nhé. Và như mọi người có thể thấy thì chị Nhung cũng khá là nhiều lông mày, nhưng tuy nhiên thì phần đầu này và phần đuôi này bị hụt nhiều. Đó, cho nên là Masterman Minh Vương đã sử dụng công nghệ hairstrokes là công nghệ mới nhất hiện nay để xử lý được toàn bộ những cái nhược điểm của cái cặp lông mày cũ của chị Nhung. Như chúng ta có thể thấy thì với cái cách xếp sợi siêu tự nhiên như thế này thì và với một dáng lông mày mới thì gương mặt của chị Nhung bây giờ đã rạng rỡ hơn rất là nhiều rồi. Đó, và nhìn rất là tự nhiên. Vâng, và sau khi mà trải nghiệm xong cái dịch vụ này tại DK thì chị có cái cảm nhận gì không ạ? Ra thì mình rất là hài lòng với dịch vụ. Ban đầu khi mà bước vào DK thì mọi người tư vấn rất là nhiệt tình. Sau đấy thì được sau khi mà tư vấn xong thì mọi người cũng sẽ gọi điện để hỏi han xem là tình hình lông mày như thế nào. Nên là mình sẽ hài lòng. Dạ, vâng, và sau khi mà trải nghiệm xong dịch vụ tuyệt vời và bây giờ chị đã rất là xinh đẹp hơn rất nhiều rồi thì chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK không ạ? Thực ra thì mình rất là cảm ơn đội ngũ của DK. Với mỗi khách hàng tới thì các bạn làm việc rất là nhiệt tình cũng như là tư vấn, thì mình hy vọng rằng mọi người sẽ tin tưởng và lựa chọn DK như một lựa chọn của mình. Dạ vâng, thay mặt đội ngũ DK thì em xin cảm ơn chị Nhung rất là nhiều ạ, vì những chia sẻ của chị. Và đội ngũ DK sẽ chắc chắn là sẽ chăm sóc tất cả các khách hàng cũng như là chị Nhung ngày càng chi tiết hơn và chu đáo hơn chị nhé. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, và nếu như mà các khách hàng yêu quý cũng muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên và đẹp như chị Nhung thì các chị em hãy đừng ngần ngại mà hãy gửi cái tình trạng lông mày hiện tại của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn cho tất cả các chị em chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đang áp dụng tại DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.